hướng dẫn xử lý lúa cỏ và cỏ chát bằng Kabuto 500SC. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành khuyến cáo quý bà con qua hai bước. Bước 1, chọn giống. Bước 2, sử dụng đúng cách. Bước 1, chọn giống. Bà con chỉ xử lý Kabuto 500SC trên các giống lúa theo khuyến cáo của công ty Tân Thành, bao gồm OM18, OM34, OM380, OM4900, OM6976, ST5, ST20, ST24, ST25, Tài Nguyên, RVT, Lúa Nhật DS1, HB2, Cửu Long 555, Đài Thơm 8, Nàng Hoa 9, BC10, VNR20, VD20, Jasmine 85, Lúa Gà ML202. Tuyệt đối không xử lý Kabuto 500SC trên các giống lúa không được công ty khuyến cáo, bao gồm OM2517, OM5451, IR50404, HL5, OC10, Quyết Rồng, Lúa Nếp, Lúa Cấy. Trường hợp bà con cơ sở các giống không thuộc khuyến cáo hoặc các giống khác, vui lòng liên hệ tổng đài miễn nước 1800 1083 để được tư vấn. Bước 2, sử dụng đúng cách. Bà con xử lý Kabuto 500SC trên ruộng đã có nước ổn định từ 3 đến 4cm và áp dụng một trong hai cách sau. Cách 1, phun bình máy hoặc phun ron, phun bở bét như phun thuốc ốc. Cách 2, trộn phân để rải, bà con trộn theo công thức từ 200 đến 250ml thuốc cộng 600ml nước, trộn đều hoặc phun đều cho 100kg phân để rải cho 1 hecta. Trường hợp phân rải ít hơn thì giảm lượng nước xuống từ 300 đến 400ml nước cộng 200 đến 250ml thuốc. Lưu lượng và thời điểm xử lý Kabuto 500SC cụ thể như sau. Đối với lúa cỏ, bà con phun Kabuto 500SC khi lúa cỏ đang nhú mầm đến tối đa 2 lá, tương đương từ 6 đến 9 ngày sau xạ, với liều lượng 200ml trên hecta. Đối với cỏ chát, cỏ lông heo, bà con phun Kabuto 500SC khi lúa từ 6 đến 12 ngày sau xạ, liều lượng là 200ml trên hecta, và khi lúa từ 13 đến 15 ngày sau xạ, liều lượng là 250ml trên hecta. Công ty Tân Thành lưu ý, bà con cần làm rất kỹ và đảm bảo mặt ruộng bằng phẳng. Sau khi xử lý Kabuto 500SC, cần giữ nước liên tục không gián đoạn trong thời gian tối thiểu 3 ngày. Không phun tăng liều, không phun trồng lối, không quét trà thuốc lại. Sau khi xử lý thuốc, lúa có thể chết ở chỗ trụng, ngập sâu. Khi trộn Kabuto 500SC với phân để rải, nên rải đều lượng phân đã trộn, không rải nhập lại. Không phun thuốc trên ruộng không chịu được nước. Chúc quý bà con áp dụng giải pháp thành công để quản lý tốt cỏ dại, đặc biệt là lúa cỏ và an toàn cho lúa. Tân Thành cho năng xuất xanh.